Đục khô bà bát sa út cha vô bà văn chè bù ri sô ca di ra na năng ca di ra bù nắp bù năng na tâm hi tràn đăng ca di ra tha đục khô bà bát sa út cha vô ba pan che bu ri so ka di ra na năng ka di ra bu nắp bu năng na tâm hi tràn đăng ka di ra tha đục khô ba bát sa út cha vô hỡi ai điều ác lỡ làm lặp đi lặp lại dễ dành dàn thành quen điều ác thỏa thích chẳng nên chứa ác thọ khổ lời khuyên đạo vàng bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú làm thầy, kính cảm ơn Sít Rạng Đông. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ô bài câu Pháp Cú số 117. Pa Panh Che Phú Rí Sô Cá Dí Ra Ná Năng Cá Dí Ra Phú Náp Phú Năng Ná Tâm Hí Chan Đăng Cá Dí Ra Thá Đúc Khô Ba Bát Xá Út Chán Vô Ba Bát Chê Phú Rí Sô Cá Dí Ra Ná Năng Cá Dí Ra Phú Náp Phú Năng Na tăng hí chan đăng cá dí ra tha đúc khô pa pát xá út chá vô pa băng chê pu dí sô cá dí ra ná năng cá dí ra pu ná phu năng ná tăng hí chan đăng cá dí ra tha đúc khô pa pát xá út chá vô Pa văn chê phú rí sô cá dí ra Ná năng cá dí ra phú ná phú ná phú năng Ná tăng hí chăm đăng cá dí ra thá Đúc khô pa phát xá út chá vô Nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm Chớ mua ước mua chứa ác chứa ác tất chịu khổ bản dịch hòa thượng Minh Châu hỡi ai điều ác lỡ làm lặp đi lặp lại dễ dàng thành quen điều ác thọ thích chẳng nên chứa ác thọ khổ lời khuyên đạo vàng bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và cảm nhân đã ôn bài xong kính mời bàn tay của huynh Quách Thanh Á. Sa thu làm thầy xin cảm vân. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng chẳng đạo tràng, chính tạo toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 117. Pa pan che puri so ka yi ra na nang ka yi ra pu na pu nang Na tam hi chan đăng ca di ra tha Đúc khô pa pa sa úp cha yô Pa pan che pu ri so ca di ra Na năng ca di ra pu nắp pu năng Na tam hi chan đăng ca di ra tha Đúc khô pa pa sa úp cha yô Pa pan che pu ri so ka di ra Na nang ka di ra pu na pu nang Na tam hi chan đăng ka di ra tha
Dukho papasau chayo papanche puriso kajira nanang kajira puna punang natami chandang kajirata dukho papasau chayo papanche puriso kajira na nang kajira puna punang na tam hi chandang kajira ta dukho papasauk chayo. Nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Bản dịch của ngài Minh Châu. Hỡi ai điều ác lỡ làm, lặp đi lặp lại dễ dàng thành quen, điều ác thỏa thích chẳng nên, chứa ác thọ khổ. Lời khuyên đạo vàng. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Nam mô Phật Thà Dạ Còn xin được xuống mic cả mời xích trần đạo tiếp theo. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tể Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với bà, với cô, với nữ. Kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Đăng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin trời câu kinh pháp cú số 117 ạ. Bà băng chê bu rì sô ca dì ra na nâng ca dì ra bù na bút nâng na tăng ni chăng đăng ca dì ra ta lúc khô ba ba sa u cha dô. Bà băng chê bu rì sô ca dì ra na nang ca di ra bu nập bu nang na tang hi chang đằng ca di ra ta đúng khổ pa pa sa u chát nhô. Nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác bất chịu khổ. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bà bằng chê bu rì sổ ca di ra na năng ca di ra bù nắp vô năng na tăng hi chăng đằng ca di ra tha đúng khô ba ba sa u cha nhô. Hỡi ai điều ác lỡ làm, lặp đi lặp lại dễ dàng thành quen, điều ác thỏa thích chẳng nên, chứa ác thọ khổ. Lời khuyên đạo tràng. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn xích trần đạo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn xích trần đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tể Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, xin thành kỷ mời, có thể ông bài được cả Nhật Quỳnh một tín hiệu hành kỷ mời. Dạ, trong khi chờ đợi con xin được ông bài câu pháp cú kinh số 17, hồi mời mình kiểm nha. Dạ, Nam mô Quan Đến Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng.
Dạ, xin con xin kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài câu kinh Pháp Cú số 117. Bà bằng chê bú đi sô ca dê đà na nàng ca dê đà bú na bú nàng na tầm hi chân đằng ca dê đà tha đúc khổ bà ba sa úc cha dù. Bà bằng chê bú đi sô ca dê đà na nằm ca dê đà bú na bú nàng na tầm bi chành đằng ca di đà tha đúc khổ bà bát sa úc cha dù. Dạ con xin kệ. Ba băng chê pu đi sô ca đi ba băng chê pu đi sô ca di đà na nam ca di đà ha bù nắp bù nặng na tam bi chan đăng ca di đà tha đục khô pa pát sa ốc cha dô. Dạ con đọc bản nha. Dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Bản dịch của Hòa Thượng với Đức. Hỡi ai điều ác lỡ làm, lặp đi lặp lại dễ dàng thành quen. Điều ác thọ thích chẳng nên, chứa ác thọ khổ lời khuyên đạo vàng. Dạ con trả lại câu kinh Pháp Cú số 117 xong. Có chỗ nào sai con xin đạo tràng sửa lỗi. Dạ xin trao mít lại cho chị Ngọc Quỳnh. Dạ sa thủ kính cảm ơn sư Thành Kiếm. Dạ cảm ơn chị Trang Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài câu Pháp Cú kinh số 117. Dạ cảm ơn Minh Quá Tha Na cho bài học. Bà bành chê bu ri sơ ca di ra na nằng ca di ra bu nắp bu nằng na tầm hi chành đằng ca di ra thạch đục khô bà ba sa úc cha dô. Bà bành chê bu ri sơ ca di ra na nằng ca di ra bu nắp bu nằng na tầm hi chành đằng ca di ra thạch đục khô bà ba sa úc cha dô. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Dạ đây là bản thủy ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bà bản chê bu, rì sợ ca di ra, nà năng ca di ra, bù nập bù năng. Nà tâm hi chanh đăng ca di ra ta, đục khô ba ba sa úc sa dô. Bà bánh chê bu ri sơ ca di ra na năng ca di ra bu nập bu năng na tâm hi chăng đăng ca di ra tha đục khô ba ba sa úc cha dô. Hỡi ai điều ác lỡ làm, lặp đi lặp lại dễ dàng thành quen. Điều ác họ thích chẳng nên, chứa ác thọ khổ lời khuyên đạo vàng. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính chào Sức Xuân Mai về vào đạo tràng. Và Xuân Mai có thể lâu rồi không có cầm mic để ôn bài. Sương Mai có thể ôn bài được không thì cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, xin Sương Mai có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có ôn bài được không thì cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ.
Dạ, kính chào Samadhi dự vào đạo tràng. Dạ, vậy là có thể một vào sương. Dạ, vậy mời sương Mai nha. Dạ, sương Mai, kính cảm ơn Nhật Quỳnh. Nhưng mà sương Mai chưa biết cái gì hết, để coi học bài nào đó Nhật Quỳnh. Mới vô chưa biết gì hết. Dạ, để tí nữa đi, một hai vị rồi sương Mai sẽ đọc nhé. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, yeah, Sương Mai ơi, Vinh Quách Thanh Lá đã đưa bài rồi và bây giờ Sương Mai là người cuối cùng đó. Sương Mai lên đọc đi để tới giờ thỉnh giảng sư rồi Sương Mai ơi. Nên Nhật Quỳnh thấy Sương Mai vào, Nhật Quỳnh ngưng liền để Sương Mai lên ôn bài. Rồi mời Sương Mai nha. Dạ, yeah, thật lâu quá rồi Sương Mai không có vào cho nên đọc cũng hơi lạ lạ chút xíu. Dạ, yeah, Sương Mai xin đọc. Papa, papa fisse puriso kariya namang nanang kariya kuna kupang na tamhi chandang kari kaji kaji ratha duho papasa ujakyo ni papanse puriso kariya Kajira, namang kariya, kajira, pupunang, natamhi chandang, kari, kajiratha, dukho, papasa, suuk, chayo. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác, tất chịu khổ. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu, hỏi anh. Ai điều ở làm, lặp đi lặp lại dễ dàng thành quen, điều ác, thoá thức chẳng nên, chứa ác, thọ khổ, lời khuyên đạo vàng, bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Sư Ma xin đọc lại một lần nữa nha. Bà Bà Băng Sê Bù Rì Sô Cà Rì Yà, Nà Măng Cà Rì Yà Bù Na Búc Băng, Na Tâm Hi Chanh Đa Cà Di Ra Tha, Đu Khô Pa Pa Sa U Chắc Vô. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Bản vô thờ Hòa Thượng Minh Châu, hỡi ai điều ác, lỡ làm, lặp đi lặp lại dễ dàng thành quen, điều ác thỏa thích chẳng nên. Chứa ác, thọ khổ, lời khuyên đạo vàng và bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Huynh Quách Thanh Á viết cái gì vậy? Hay quá vậy Huynh. Dạ, để một hồi rồi Sương Mai quen nha. Dạ, giờ Sương Mai cố gắng vô buổi này đặng đọc cho nó quen. Cảm ơn Nhật Quỳnh, cảm ơn Huynh Quách Thanh Á. Dạ, sa thủ kính cảm ơn xin Sương Mai rất là nhiều. Nam mô Bụt Thầy á, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai. Dạ, Nhật Quỳnh lúc nãy vắng mặt trước máy nên Nhật Quỳnh đón thôi nha. Nếu Nhật Quỳnh có sót vị nào thì xin hoan hỷ. Dạ, cảm ơn đàn đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân để Đức Tuệ Đức đã tiên phong ôn bài Pháp Cú Kinh số 117. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Thành Kiểm, Xích Sương Mai, Xích Trần Đạo, Vinh Quách Tha Ná, Cẩm Vân đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ. Ồ, bây giờ Tâm Hương mới vô. Tâm Hương không biết lúc nãy có vào chưa. Bây giờ có vào thì cũng đã trễ rồi. Nghe Tâm Hương hoan hỷ nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới Câu Pháp Cú Kinh số 118. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy. Dạ, con tri ân Sư, dạ, cho con biết được tín hiệu là Sư đã sẵn sàng. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá,
Nam mô ta sa Phật-a-va-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-tha-sa Nam mô ta sa Phật-a-va-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-tha-sa Nam mô ta sa Phật-a-va-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-tha-sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá Đạo Tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt Đạo Tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn cho chúng con được học từ vựng ngày hôm nay. Nhưng nếu mà không có thượng tọa tuệ quyền vào thì con cũng cung thỉnh sư giảng luôn phần dương sự và ý nghĩa. Và con không hờ trước đi. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá Nhật Quỳnh kính chúc Đạo Tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân Bích Tinh Sư ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, quý vị có nghe âm thanh không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, con kính lễ Chư Tăng cùng toàn thể quý vị. Mến chào toàn thể quý vị có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ, hy vọng là Internet hôm nay có cải thiện hơn tí xíu. Quý vị có nghe âm thanh rõ không? Có bị giật hay là có bị ảnh hưởng gì không ạ? Dạ, con kính lễ thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, 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 tốt rồi. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì hôm nay có một cái thông báo nhỏ từ Thượng Tọa Tuệ Quyền. Thượng Tọa có báo lại với Tịnh Đạt rằng Thượng Tọa hôm nay bận cho nên không có thể tham gia vào diễn đàn, sẽ hẹn vào tuần sau, buổi học giảng sau. Cho nên thì có Thượng Tọa có nhờ Tịnh Đạt sinh hoạt trong cái ngày hôm nay. Đó là cái thông báo đến cho diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay chúng ta. Dạ, thì để bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay, ngày thứ hai, ngày 22 tháng 11, chúng con xin cung thỉnh Chư Tăng và mời tất cả quý vị chúng ta cùng đảnh lễ Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, thì hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh
Chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn số 118 ở phẩm là phẩm Papa 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 Papa. Sau một cái thời gian dài, một tháng nghỉ lễ dân y, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoạt trở lại, bắt đầu bởi câu kệ ngôn số 118. Và câu kệ ngôn số 118 ngày hôm nay thì có một chút thay đổi, bởi vì hôm nay Thượng tọa Tây Quyền không có vào để mà sinh hoạt cùng với diễn đàn Pháp Cú Kinh, thì Tịnh Đạt cũng có một cái đề nghị ở diễn đàn chúng ta, thì thay vì chúng ta sẽ ngồi nghe tới suốt cái thời gian sinh hoạt đó, thì Tịnh Đạt sẽ mời một hai vị sau khi mà chúng ta học qua cái bước đầu tiên về ngữ vựng, thì mời quý vị đọc cái câu kệ ngôn này, cũng giống như là cái buổi ôn tập cuối tuần như vậy đó, kèm cái duyên sự tóm tắt mà Tịnh Đạt đã chuẩn bị sẵn. Sau đó nhờ cô Rạng Đông sẽ đưa cái duyên sự đó lên. Rồi nếu được đó, thì cũng xin quý vị đó là sau khi chúng ta đọc câu kệ ngôn, chúng ta đọc duyên sự, nếu được đó, quý vị có cái cảm nhận, cái cảm nghĩ qua cái duyên sự tóm tắt đó, thì như vậy đó, thì sau đó Tịnh Đạt sẽ đúc kết và giải một số cái ý nghĩa thêm. Dạ, yeah. Thì đó là một cái điều xin quý vị hoan hỷ ở trong cái ngày hôm nay. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 118 phẩm Pa La Quốc Gá phẩm ngu có nội dung như sau: Bun nhân che puri so kajira kajira năng bu nam bu năng tâm hi chan đăng kajira tha su khổ bun nhà sa uchayo bun nhân che puri so kajira kajira năng bu nam bu năng tâm hi chan đăng kajira tha su khổ bun nhà sa uchayo. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Theo sau đây thì chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 118 này. Nếu người làm việc thiện nên tiếp tục làm việc ấy, nên tạo ra sự mong muốn về việc ấy, sự tích lũy việc thiện là hạnh phúc. Bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài Indachanda Chánh Thân. Câu đầu tiên đó là Bun nhân che buriso kajira. Bun nhân che buriso kajira. Chữ bun nhân che, ta có cái từ là bun nhân cộng với che, bun nhân cộng với là che, khi mà ở gần kề thì sẽ hình thành cái từ là bun nhân che. Bun nhân có nghĩa là việc thiện, việc lành. Che có nghĩa là nếu. Bun nhân che. Buriso. Buriso. Một người. Một người. Kajira. Kajira.
Cái gì ra là nên làm. Bunyange buriso kajira. Câu thứ hai, kajira nang bunap bunang. Kajira nang bunap bunang. Kajira là nên làm. Nang, nang, nang ở đây là việc ấy. À, việc ấy là một cái đại từ ám chỉ cho là bunyang ở câu phía trên là việc thiện. Việc thiện ấy. Việc ấy, chữ năng là việc ấy, ám chỉ cho là cái việc thiện ấy. Bú nắp bú năng, bú nắp bú năng. À, từ bú ná, ở đây chúng ta có cái từ là bú ná, bú ná, bú ná, hai từ ghép lại, lặp lại hai lần, giống như là từ từ lái ấy. Từ chữ bú ná, cái bản thân nghĩa cái nó là lần nữa, lại nữa. Khi mà kết hợp là lái hai từ bú nắp bú năng thì là có cái nghĩa đó là tiếp tục, tiếp tục. Bú nắp bú năng, tiếp tục. Câu thứ ba, tâm hi chan đăng ca di ra tha. Tâm hi chan đăng ca di ra tha. Ở đây chúng ta có cái từ tâm hi. À, được tách ra đó là chữ tăng cộng với hi. Tăng là cái việc ấy. Cái việc ấy. Hi thật vậy. Hí thật vậy. Chan đăng. Chan đăng là cái sự mong muốn, sự mong mỏi, sự ước muốn. Chan đăng, chan đá. Cái ra thá là nên, nên làm, nên, nên, nên giống như là làm cho khởi sanh lên cái điều ước muốn đó đó quý vị. Cái từ làm ở đây thật sự ra thì nó cũng gần như là cái tiếng Việt á, nó không phải làm có nhiều cái nghĩa đó. Làm không phải là chỉ là làm bằng cái hành động tay chân, mà nó còn có nghĩa là thực hiện hay là làm cho phát khởi, làm cho sanh khởi. Tiếp tục đó là sukho bunyasa ucheyo. Sukho bunyasa ucheyo. Sukho là hạnh phúc hay là an lạc, an lành. Sukho. Bunyasa là việc lành, việc thiện. Việc lành, việc thiện. Uchayo là sự tích lũy. Sự tích lũy. Sự tích lũy. Và như vậy là chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 118. Và một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 118. Bun nhân chê bu ri so ka yi ra. Ka yi ra năng bu na bu năng. Tâm hi chan đăng ka yi ra tha. Su khô bun nha sa u chê yô. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc.
hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Hỡi ai điều ác lỡ làm, lặp đi lặp lại dễ dàng thành quen. À, do không, cái điều đó là câu 117. Hỡi ai hoan hỷ làm lành, hãy nên tiếp tục cho thành thói quen. Điều làm thỏa thích rất nên, chứ thiện được lạc lời khuyên đạo vàng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, xin mời cô Rạng Đông cho sư xin cái duyên sự tóm tắt ạ. Thưa quý vị, như trình bày từ ban đầu thì tình này sẽ mời một hai vị, nhất là những vị nào ưu tiên cho những vị nào mà vào trễ ôn bài giờ ban đầu đó, nên quý vị có thể giơ tay cầm mic để mà đọc lại câu kệ ngôn số 118 và đọc luôn cái duyên sự. Nếu như các vị hoan hỷ thì sau khi chúng ta đọc xong, chúng ta có thể nêu cái cảm nhận của bản thân mình qua cái câu kệ ngôn này. Và bây giờ có vị nào giơ tay xung phong không ạ? Dạ, alo. Dạ, xin mời cô Nhật Quỳnh nha. Dạ. Dạ, con thấy không ai xung phong nên con xung phong con mời bạch sư. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt đã từ bi hoan hỷ giảng từ vựng ngữ vựng cho chúng con, cũng như điều khuyết cho thượng tọa tại quyền để chúng buổi học chúng con không bị mất bài. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri tôn đức Nhật Quỳnh, kính lễ quý bà quý cô tu nữ Nhật Quỳnh, kính lễ cô tu nữ Viriyatana, cô tu nữ Tịnh Hạnh vừa vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh lúc nãy thấy Sức Tâm Hương hay là Sức Đặc Lê đã vào dạch trễ, bây giờ Tâm Hương có thể ôn bài được không? Giống như mà Đại Đức Tịnh Đạt đã nói là ôn bài xong rồi đọc duyên sự rồi cho cảm nhận của mình trong bài học ngày hôm nay. Alo, Tâm Hương có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Vậy là Tâm Hương không có nghe được, và chắc có lẽ không cầm mic được rồi. Sao Xích Trạng Đồng đã cho bài học. Dạ, nếu mà Xích Sương Mai có thể ôn bài và có thể đọc duyên sự và cho cảm nhận bài học này được không Xích Sương Mai? Tại vì lúc nãy Sương Mai vào trễ đó cũng chưa có được đọc, chưa có được thuần phục á. Nếu Sương Mai cầm mic được, Nhật Quỳnh kính mời Sương Mai ạ. Chào Sương Mai, còn trước máy không? Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, con mời hai vị đời bạch sư. Bây giờ con mời vị thứ ba nữa, mà nếu mà không có là tới phiên con luôn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Hạnh Kiếm ơi, Hạnh Kiếm có trước máy không? Hạnh Kiếm còn trước máy không? Hay là bán cà phê đắt quá rồi, không có trước máy rồi, bây giờ đang bưng cà phê phải không? Alo, Hạnh Kiếm. Hạnh Kiếm cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Chết con rồi bạch sư. Wow, cảm ơn ạ. Xa thú anh cứu Nhật Quỳnh nha, mời cảm ơn. Dạ, Nam Mô Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Kha, dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số, con xin đọc bài câu pháp cú số 118.
Dạ. Quân nhân chê phú rí sô cá dí ra, cá dí ra năng phú náp phú năng tăng hí chanh đăng cá dí ra thác xú khô quân nhát xá út chá vô. Quân nhân chê phú rí sô cá dí ra, cá dí ra năng phú náp phú năng tăng hí chanh đăng cá dí ra thác xú khô quân nhát xá út chá vô. Buôn nhân chê phú rí sô cá dí ra, cá dí ra năng phú náp phú năng tăng hí chanh đăng cá dí ra thác xú khô buôn nhát xá út chá vô. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện, chứa thiện được an lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Một bà tín nữ tuy nghèo nhưng vào tâm đạo đã hữu duyên cúng dường vật thực đến một vị thánh tăng A-la-hán là ngài Maha-cát-sa-pa. Ngay sau đó không lâu bà bị rắn cắn, bà chết và tái sanh vào cảnh trời nhờ công đức đã tạo. Từ nhàn cảnh ấy, vị trời trước kia là bà tín nữ nghèo trở xuống lao dọn tỉnh thất cho ngài Maha-cát-sa-pa để tri ân và tăng trưởng thêm phước báo. Nhưng ngài Maha-cát-sa-pa ngăn cản không cho, bà buồn. Đức Phật thấy vậy khuyên dạy và sắp tấn bà về việc siêng năng tạo trữ các công đức là cách làm dẫn đến sự an vui. Dạ, dạ kính trình chiêu tăng, con đọc thì con đọc biết đọc mà bây giờ nói lên ý cảm ý con chưa có biết được. Dạ, con kính mời Xích Nhật Quỳnh đi. Xích Nhật Quỳnh nãy la làng quá, giờ Xích Nhật Quỳnh đưa ta lên. Dạ, rồi mời cô tu nữ Tiết Hạnh nha. Dạ, kính mời Xích Nhật Quỳnh nha. Dạ, sa thủ, cảm ơn cảm ơn đã cứu Nhật Quỳnh. Thật sự là thấy sự cầm mít mà mời mà hai ba lần là không thấy vị nào đưa tay, nên Nhật Quỳnh xung phong làm cho cái room nó sống động thôi. Dạ, cái thật Nhật Quỳnh mà đến nỗi có người nói Nhật Quỳnh là nghe mà Nhật Quỳnh kêu cứu mà không cứu là không chịu nổi. Dạ, sa thủ, con thấy bàn tay của sư và dạ, con kính dân mít kính sư. Dạ, cảm ơn quý vị. Chắc có thể là do cái sinh hoạt chúng ta có thể thay đổi tức thời cho nên các vị không có chuẩn bị kịp. Thường thì các cái buổi ôn tập cuối tuần thì các vị có cái tâm lý sẵn sàng hơn. Tại vì hôm nay thực sự ra thì một cái bài mà Tịnh Đạt muốn đúng lý ra đó là khi mà vào trong một cái buổi học đó thì cần phải chuẩn bị cái bài học trước, giống như là các vị có thể đọc trước hoặc là đọc sơ qua. Thì khi mà các vị giảng sư giảng thì chúng ta có những cái ý nó rõ ràng hơn. Tuy nhiên để không làm mất thời gian các quý vị thì chúng ta sẽ có thể những cái lần sau chúng ta sẽ có những cái buổi sinh hoạt như thế này. Trở lại với cái bài học ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trở lại cái bài học ngày hôm nay, đó là một câu và kệ ngôn pháp cú số 118 liên quan đến một bà tín nữ. Liên quan đến một bà tín nữ thì quý vị ở đây chúng ta cũng đa phần Tịnh Đạt nhận thấy thì cũng là đa phần là các vị đây là tín nữ nhiều, thiện nam thì ít hơn.
Bà tín nữ này có cái biệt danh đó là Lacha Deva, Cốm Rang, Thiên nữ Cốm Rang, bởi vì khi bà còn sống đó thì bà làm cái việc đó là làm cốm rang, và khi bà có hữu duyên dân vật thực đến cho ngài Kassapa đó thì bà cũng dân cái cốm rang. Thì chúng ta vừa nghe cô Cẩm Vân đọc cái duyên sự tóm tắt thì chúng ta cũng thể nắm được đó là bà tạo cái công đức, và đặc biệt đó là cái công đức dân vật thực đến ngài Kassapa, một cái vị thánh tăng vô lậu. Và đặc biệt hơn nữa đó là cái lúc mà bà cúng dường cho ngài đó thì là cái lúc mà ngài đi khất thực lần đầu sau khi xả cái thiền diệt, tức là nhập đại định, sau đó ngài xả định để mà đi khất thực. Cho nên cái phước báo vượt trội hơn so với những cái lần cúng dường khác. Sau khi cúng dường đến ngài Kassapa thì bà Hạnh bị một cái tai nạn, bị rắn độc cắn bà, khiến cho bà phải mất mạng. Tuy nhiên đó thì do cái sự quan hỷ với cái phước lành mà bà vừa tạo cách đó không lâu thì đã nâng đỡ cho bà tái sanh về cõi trời. Và từ cái cõi trời đó bà xét cái duyên nào, cái phước nào nâng đỡ cho, thì bà thấy rằng do cúng dường cho ngài Kassapa, và với cái tấm lòng tri ân biết ơn đó và muốn tạo thêm nhiều cái công đức nữa, cho nên bà đã xuống lại cái nơi ngài Kassapa ở. Bà âm thầm, lúc này là vị trời rồi, là một cái vị chư thiên, một cái vị trời, âm thầm quét dọn, chuẩn bị nước nôi, giống như là một vị sa di chuẩn bị các cái công việc cho phục vụ cho một cái vị trưởng lão. Thì khi mà ngài Kassapa ngài biết được cái câu chuyện này đó thì ngài ngăn không cho cái vị trời này tiếp tục cái công việc đó, bởi vì ngài là một cái vị sống độc cư, ngài có cái hạnh thú tăng cá. Thì bà rất, cái vị trời này lấy làm buồn bởi vì không được làm các công đức tiếp tục. Tuy nhiên thì Đức Phật ngài đã sắp tấn làm cho vị trời này có cái sự quan hỷ trong cái phước, trong cái phước, cái điều phước mà bà đã tạo. Và sau cái lời sắp tấn đó thì cái vị trời này đã chứng được quả Tu Đà Quần. Thì đó là cái duyên sự mà đã được tóm tắt ở trong cái bài học ngày hôm nay. Và thưa quý vị rằng ở trong chú giải thì có giải thích thêm một số cái ý nghĩa liên quan đến cái câu kệ ngôn này, giống như là cái từ Bunyan Buriso Kajira Sukho Bunyasa Uchayo. Thì ở trong chú giải có nói thêm cho chúng ta được rõ ràng hơn, đó là một cái người tạo những cái thiện phước, hãy gấp khúc tích trữ những cái thiện phước đó với những cái khả năng có thể. Và cái trường hợp xảy ra đó là khi không có cái điều kiện từ bản thân mình hay là từ cái khách quan, cái đối tượng, thì hãy ước muốn, hãy mong mỏi cái điều thiện đó, giống như là cái sự quan hỷ trong cái việc thiện mình đã từng làm. Thì đó là cái việc tích trữ và luôn có sống có khuynh hướng để mà làm các công đức. Chính do cái nguyên nhân này
cho nên dẫn đến cái sự an vui. Sukho Bunyasa Uchayo. Đó thì thưa quý vị rằng chúng ta đã được biết việc làm thiện thì nó sẽ cho quả an vui. Ở đây Tịnh Đạt xin nói thêm một ý mà có thể chúng ta mở rộng ra cái việc làm thiện và trổ quả an vui. Thì theo cái giải thích mà các vị thường nắm bắt, đó là khi mà mình làm cái việc thiện đó thì sẽ cho quả thiện. Cho quả thiện ở đây nó có thể là cho quả về tài vật, nó có thể cho quả về quả tái sanh nơi nhàn cảnh, vân vân. Chúng ta có thể mở rộng thêm về cái việc là trổ quả thiện, làm việc thiện trổ quả thiện với cái ý nghĩa đó là hỗ trợ cái đời sống của mình. Làm việc thiện, làm các công đức để hỗ trợ cho cuộc sống của mình. Cái cuộc sống của mình ở đây nó cũng gồm có hai mặt, đó là cái phần vật chất và cái phần tâm linh. Khi mà chúng ta mở rộng cái việc mà hưởng cái, thay vì chúng ta chỉ là làm thiện để mà hưởng quả thiện á, thì chúng ta mong mỏi cái việc làm thiện nó hỗ trợ ở đây là sao? Tức là ở trong cái đời sống hiện tại đó, thì với cái tâm thiện, với cái cuộc sống thiện, với cuộc sống lành, thì chúng ta có được cái nhiều cái sự yêu mến, cái sự thương yêu, cái sự đùm bọc, cái sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Và với cái việc tạo các công đức, với cái tâm thiện, nó sẽ nâng đỡ, nuôi dưỡng, làm cho tâm của mình được mát mẻ, cuộc sống nó an lành, nó không có bị tất bật, nó không có bị xáo trộn, nó không bị những cái phiền não làm cho mình mất ăn mất ngủ. Thì khi mà chúng ta nghĩ đến đó là chúng ta tạo các công đức đó rất là nhiều. Tại sao Tịnh Đạt nói tạo công đức mà tự nhiên với lại không tự nhiên? Khi mà chúng ta lấy cái suy luận làm công đức, làm phước để mà hưởng quả về sau đó, thì chúng ta có một cái sự tác động, nó không còn là tự nhiên nữa. Mà nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng đó là làm công đức để cho an vui, giống như là chúng ta cho thức ăn các cái loài động vật, chúng ta cho bởi vì thấy nó ăn cũng vui, giống như là một cái thú vui, cho con cá ăn, cho con chó ăn, cho con thú cưng ăn, thì chúng ta cho với cái tâm tức là rất là tự nhiên. Nó không có nghĩ rằng cho ăn như vậy, cái công đức này nó dẫn đến cái việc đó là đời sau là không có bị đói, vân vân. Nó không có cần cái suy nghĩ như vậy nữa, mà chúng ta chỉ làm cái việc này bởi vì vui, bởi vì thích, bởi vì thấy con vật nó ăn no, nó sung sướng thì mình cũng vui. Nó cái tâm nó rất là tự nhiên. Cái tâm thiện tự nhiên nó quan trọng lắm thưa quý vị. Bởi vì khi mà mình sống một cái số nơi đó mà không có chùa chiền, không có gần chư tăng, không có hình ảnh để mà chúng ta cúng dường lễ bái đó, thì chính cái tâm mà làm công đức một cách tự nhiên này, chúng ta còn cách, còn cái phương cách, còn cái cách thức để mà chúng ta phát triển. Bởi vì ngay lúc đó thì chúng ta sẽ giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ những người khó khăn, và chúng ta làm bằng cái tâm rất là tự nhiên, chứ không phải là suy nghĩ sâu xa về cái phước báo, cái quả trổ sanh nữa. Và cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì trong cái việc đó là cái người có điều kiện để tạo công đức và cái đối tượng để mà chúng ta tạo công đức, thì cái tâm sẵn sàng để tạo công đức nó quan trọng hơn hết.
Có nhiều người có điều kiện, có đối tượng, nhưng mà không có tâm không sẵn sàng thì cũng không thể nào tạo công đức được. Thì đó là điều thứ nhất mà Tịnh Đạt muốn nói một cách, đó là mở rộng cái việc đó là làm công đức. Thay vì chỉ là nghĩ đến cái quả báo thì chúng ta làm công đức, nghĩ rằng hỗ trợ cho cái đời sống của mình. Cái điều thứ hai, nó không liên quan gì nhiều đến đấy cái ý nghĩa của câu kinh Pháp Cú này, nhưng nó liên quan một chút xíu trong cái duyên sự. Đó là quý vị thấy cái bà tín nữ sau khi dâng cúng đến một vị thánh tăng A-la-hán, nhưng bà bị cái gì? Bà bị một tai nạn, đó là bị con rắn độc cắn. Nhìn cái mình lấy cái điểm này mà bây giờ chúng ta phân tích. Nếu như với một cặp mắt một người bình thường ở trong xã hội bây giờ, một người có đạo hoặc là người không có đạo nhá, thì chúng ta lấy cái điểm này chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá, thì rất dễ chúng ta đưa ra một cái nhận định sai lầm. Bởi vì sao? Bây giờ Đạt nói là cái người chưa hiểu về Phật Pháp, chưa hiểu về quả, thì họ nói tại sao cái người này sống sống hiền, sống lành mà mới có cái sự cúng dường lễ bái đến một vị thánh tăng mà lại gặp một cái tai nạn như vậy. Thứ nhất, đối với người chúng ta đi chùa, chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết được nhân quả, chúng ta gặp cái trường hợp này, nhiều khi chúng ta không có vững vàng á, chúng ta dễ sanh cái hoài nghi về cái lời dạy của Đức Phật, hoài nghi về cái nhân quả nghiệp báo. Tại sao một cái người làm thiện làm lành lại gặp một cái tai nạn mất mạng? Và bây giờ chúng ta vẫn có thể bắt gặp những cái trường hợp tương tự như vậy, giống như là trên đường đi làm từ thiện, có những cái đoàn từ thiện gặp tai nạn. Thì quý vị thấy rằng nếu như là không có cái sự phân tích của cái chú giải và những cái vị giống như là đưa ra cái hình ảnh, đưa ra cái câu chuyện rõ ràng sau khi bị tai nạn đó, sanh lên làm trời, sanh lên được cái quả thiện tổ sanh, được tái sanh vào làm những cái người, tái sanh làm người, tái sanh vào những cái nơi được an vui, thì chúng ta hoàn toàn sẽ bị rơi vào cái quan mang, nhất là trong cái thời điểm hiện tại. Cái điều này đó, Tịnh Đạt nghĩ rằng đối với những người mà có người thân qua đời, có người thân cảm giác là mình có cái người mất mát người thân đó, thì chúng ta rất là dễ bị hoang mang. Cho nên chúng ta cần phải củng cố thêm về cái niềm tin về nghiệp báo nhân quả, và chúng ta phải mở rộng cái nghiệp báo nhân quả nó ra, nó một cái rộng nhất có thể là nghiệp quả trổ sanh không phải là do cái nghiệp hiện tại không, mà nó còn nhiều cái điều kiện tác động ở trong quá khứ. Và cái việc mà bị tai nạn ngay bây giờ đó, nó không phải là xấu, nó không phải là xấu, bởi vì cái người này có được cái công đức thì cái mạng chung tại bây giờ hết tuổi thọ ngay kiếp hiện tại này sẽ đưa người đó, sẽ dẫn hướng cái người đó đến một cái quả lành, một cái nơi an vui tốt hơn. Chúng ta bây giờ, bởi vì chúng ta không có thể chứng minh được, không có thể giải thích được, cũng không có thể biết được cái người đó tái sanh về đâu, cho nên chúng ta rất là dễ bị hoang mang. Tình Đạt tin chắc rằng nếu mà lấy cái điểm này để mà phân tích đó, thì quý vị rằng nhiều người sẽ hoang mang về cái nghiệp báo nhân quả. Bởi vì sao? Cái bà tín nữ này có
cái tâm đạo mà cúng dường một cái phước thí rất là đặc biệt đến một vị thánh tăng vô lậu. Và cái vị thánh tăng này là một cái vị thánh tăng vừa xả cái thiền định, phải nói là một cái hữu duyên hết sức là hy hữu, nhưng mà lại gặp một cái tai nạn. Thì Tịnh Đạt muốn nhấn mạnh cái điểm này, đó là không phải chúng ta lấy cái kiến thức mình hay là nhìn thấy là chúng ta có thể đánh giá được cái việc mà chúng ta bởi vì thí dụ như là bây giờ mình đối diện với cái cảnh đó là mất mát người thân nha, mất mát người thân, nhất là những người thân mà còn trẻ đó, thì chúng ta rất là đau buồn, rất là xót xa, bởi vì chúng ta nghĩ rằng những người này là những người thiếu phước, nhưng mà thật ra không phải vậy. Đối với cái nhìn của Phật giáo, đó là cái chuyện mà vô thường á, nó đến một cách rất là tự nhiên, nó đến rất là tự nhiên, nó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Và cái việc mà chấm dứt chỗ này nó không chưa hẳn là xấu, mà nó còn tiếp tục ở những cái thời gian trong tương lai. Chính vì cái điều này, khi mà chúng ta suy xét á, thì chúng ta sẽ rằng đó là cái sự vận hành của thế gian, cái vận hành của cái pháp hữu vi thôi, có rồi mất, sanh rồi diệt, và chúng ta cũng là cái đối tượng kế tiếp, chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ có rồi mất. Cho nên Tịnh Đạt xin được trích một cái điểm này để mà gửi đến quý vị, đó là trong cái cuộc sống của mình đó, đôi khi có những cái sự cái sự mà trùng lập mà chúng ta nghĩ rằng cái điều đó là cái điều xấu, nhưng đôi khi có những cái trùng lập đó nó không phải là cái điều xấu, nó chỉ là cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Mà quan trọng hơn hết đó là cái cuộc sống mà mình đang sống nó như thế nào, cái điều đó mới là điều quan trọng. Chúng ta có sống một cách giàu tình thương hay không, chúng ta có sống một cách mở rộng vòng tay hay không, chúng ta sống một cách lương thiện hay không, thì đó là những cái việc mà chúng ta cần quan tâm nhiều hơn là cái việc mà cái người đó kết thúc, chấm dứt rồi sanh về đâu, hay là bản thân mình sau khi chấm dứt, sau khi chết sẽ sanh về đâu. Cái việc đó là cái việc chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều quá, mà hãy quan tâm là chúng ta đã sẵn sàng để chuẩn bị được cái gì rồi. Thì đó là một cái điểm mà, bởi vì cái điểm này đó, quý vị mà chúng ta lưu ý, thì ở trong cái cuộc sống chúng ta sẽ bắt gặp nhiều cái trường hợp nó tương tự như vậy. Từ những người thân của mình, từ những người bạn bè của mình, từ những gọi là loài người, loài vật, loài động vật, rồi từ những cái gọi là vật dụng xung quanh mình, từ những cái gọi là chúng ta bắt gặp những cái trường hợp xảy ra ở ngoài xã hội, thì chúng ta đều suy xét bằng cái kiểu này, cách này hết, thì làm cho mình không có bị quá là xúc động. Chúng ta bình tĩnh. Cái thứ hai đó là củng cố thêm về cái niềm tin nghiệp báo nhân quả. Quý vị chúng ta đối với những cái trường hợp xảy ra mà chúng ta đều suy xét trên cái nền tảng nghiệp báo nhân quả, thưa quý vị, rằng chúng ta càng ngày càng có cái niềm tin, càng ngày càng có củng cố thêm về cái niềm tin về cái việc đó là nhân quả nghiệp báo. Chứ cái nhân quả nghiệp báo mà chúng ta học trên văn bản lý thuyết, làm lành được lành, làm khổ làm ác bị khổ, thì nó rất là chung chung.
Và khi mà chúng ta suy xét trên bản thân mình hoặc là những người xung quanh mình, những trường hợp cụ thể mà chúng ta giữ được cái tâm bình thản, chúng ta hiểu được ngọn ngành đó, thì thưa quý vị rằng càng ngày chúng ta sẽ rất là vững vàng trong Phật Pháp. Thì ngày hôm nay Thượng tọa Tuệ Quyền không có thể tham gia sinh hoạt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Tịnh Đạt xin được thay thế Thượng tọa Tuệ Quyền để mà chia sẻ đến diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta qua câu kệ ngôn số 118, cũng như là cái duyên sự. Qua cái duyên sự này xin được tóm lược, đó là nên làm những cái công đức bằng cái rộng vòng tay, với cái suy nghĩ đó là công đức này nó sẽ hỗ trợ cho cuộc sống của mình, nâng đỡ cho cuộc sống của mình. Và cái thứ hai đó là có cái cách nhìn bao quát hơn về cái nhân quả nghiệp báo, không đơn thuần ở đó là cái người đó ở ăn hiền ở lành sẽ gặp quả tốt, mà có những cái quả, những cái thiện, những cái phước, những cái ác ở trong cái quá khứ mà chúng ta không từng thấy. Và cái người mà kết thúc còn trẻ, còn non, hay là người kết thúc đau thương, chết bởi tai nạn, thì chưa hẳn người đó là xấu. Bởi vì trong tương lai họ sẽ có những cái sinh thú tốt đẹp hơn. Dạ. Nó không đơn thuần là cái sự an ủi đâu thưa quý vị. Nó không phải là cái sự an ủi để cho bản thân mình hay là những người thân của mình được cái sự trấn an đâu, mà là cái sự củng cố về cái niềm tin nhân quả nghiệp báo. Nếu như quý vị an ủi cái cách này đó, mà cái người mà không có niềm tin thì cũng không có ăn thua gì. Chỉ có những người có niềm tin ở nhân quả nghiệp báo thì chúng ta suy xét theo cái cách này thì chúng ta sẽ củng cố và chúng ta vững mạnh, vững chắc trên con đường đạo. Thì qua cái câu kệ ngôn này, Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta. Đến đây thì Tịnh Đạt xin được kết thúc phần phước phát sanh, xin cúng dường đến chư Tăng và xin hồi hướng đến tất cả chư Thiên. Mong các vị quan nghỉ và hộ trì cho chư Tăng và tất cả quý vị ở diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta luôn ngày một phát triển và gìn giữ hộ trì cho Phật Pháp được bền lâu. Và Tịnh Đạt xin được kết thúc tại đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính nhân Bích Trinh Sư. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhamma nupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sangha nupavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức Tăng
Kính mời quý Phật tử cùng cảnh dân hồi hướng. Ya ne wa tang san ti vi ha ra wa si ne thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na ba wan tu bu chi ta sot thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na bu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se na cha ta ra vô pa ma ti ca ni ya ni căn tham ma qua răng phá thiết cha tề sắp bề pi đúc khát sa kha ron tu sằng kha văn tha tu chi răng sa tăng thầm